Chàng trai hai lần vượt qua cửa tử, nhưng phải cưa đi đôi chân của mình. Từng được báo Thanh Niên thực hiện phóng sự cách đây 2 năm, thu hút hàng triệu lượt xem. Ngày hôm nay đã trở thành chú rể rạng rỡ trong đám cưới cổ tích. Gác lại nhiều chuyện buồn đau trong quá khứ, Khánh mừng đến rơi nước mắt vì cuối cùng hạnh phúc cũng một lần nữa mỉm cười. Cái điều mà mình mong đợi, mình không nghĩ là mình có thể có được ngày hạnh phúc như ngày hôm nay, và được gia đình của bên họ nhà gái, họ rất là yêu thương mình. Và như trong buổi lễ hôm nay thì thực sự cả hai gia đình rất là xúc động vì là hai đứa con của mình rất là không phải là một như một cái mối đám cưới bình thường, thì hai đứa thì hai ba gia đình rất là yêu thương và rất là mong muốn hai đứa sẽ hạnh phúc trọn vẹn được với nhau, nên là cảm xúc rất là nhiều. Lễ thành hôn được diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 16 tháng 10 năm 2022 tại nhà riêng chú rể ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình hai bên. Cô dâu là Trần Thị Thương, 25 tuổi, quê Bình Định. Vì khâm phục nghị lực của Khánh mà Thương từ Nhật Bản đã trở về Việt Nam để tìm hiểu Khánh, nguyện làm vợ của anh. Cả hai chính thức tổ chức đám cưới sau 5 tháng hẹn hò. Thương là một người rất là nhân hậu, hiền lành và rất là đáng yêu. Đối với mình thì bạn ấy rất là tốt. Thành ra là mình rất là trân quý cái người vợ của mình. Trong lễ thành hôn tại nhà riêng, Tô Đình Hòa, em trai chú rể, là người luôn kề cận để hỗ trợ anh ruột. Các hoạt động cần phải di chuyển, lên xuống cầu thang, Hòa luôn là đôi chân nối dài để cõng anh trai. Thì nói chung mọi hoạt động của anh Khánh thì mấy cá nhân thì cũng em cũng anh Khánh đều có thể làm được, nhưng ngoại trừ những cái đi đâu xa hay là cần gì là em luôn là người đồng hành hỗ trợ anh trên mọi nẻo đường. Anh đã có những cái thiếu như vậy, vì như vậy mình cần em là em trai, mình không làm gì đó, những cái đơn nhỏ nhặt như vậy mình phải cố gắng mình hỗ trợ anh trai của mình. Bên cạnh những lời chúc phúc, bố mẹ hai gia đình, bà con họ hàng cũng dành nhiều món quà ý nghĩa để giúp hai vợ chồng vun vén hạnh phúc sau đám cưới. Đám cưới anh trai là cũng sắp xếp từ mấy ngày trước, là lo lắng, lo toa, nói chung là háo hức và chờ đợi. Bây giờ mới là lễ đám hỏi thôi, nhưng mà tí nữa mới ra nhà hàng, nhưng mà trong lòng vẫn rất là vui và cảm giác là vui mừng cho anh tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Rồi ba mẹ cũng rất là vui khi mà em thì cũng có vợ rồi, bây giờ thì cũng anh có vợ nữa, thành ra mình có thêm dâu rồi vui vẻ hơn, và anh Khánh có một cái gia đình của mình để có những cái chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.